tại là buổi chiều ngày 29 tháng 5 năm 2019 là chúng tôi vừa hoàn thiện xong một vụ trường kể một anh khách hàng ở cùng quê. Đây là bộ trường này gỗ lim, kích thước bộ này là hàng loại nhỏ, đã được hoàn thiện BU bóng mờ rồi. Bây chúng tôi chuẩn bị vận chuyển đến nho nhà khách hàng để quay lại một video làm kỷ niệm cũng như giới thiệu sản phẩm đến mọi người. Ai đang có nhu cầu mà mua ngồi trường kể, trường kể để nhà cấp 4 hoặc nhà vườn ngồi rất là đẹp, ngồi thoải mái. Giới thiệu luôn đây là anh khách hàng đây chủ nhân của bộ trường kể. Chất liệu là gỗ lim, mặt liền một lá, vách đục tứ quý tùng trúc cúc mai, giữa là sen cò. Đây là vân gỗ lim, vân gỗ lim rất là đẹp. Về đường nét thì là rất là sắc nét, từ những mộc mạng chi tiết này cực kỳ là soi xét, cực kỳ là sắc nét luôn. Đây là chiếc tiếu, bên này ánh sáng nó thuận chiều sáng nên nhìn rõ hơn. Chiếc ghế bên kia là tôi quay ngược chiều ánh sáng nên là nhìn nó bị tối. Dạ là đục triện. Ai có nhu cầu thì hãy liên hệ với xưởng sản xuất đồ gỗ Tùng Tám, có số điện thoại là 0987 510 86, website đồ gỗ Tùng Tám.com, địa chỉ tại Văn Khúc Cẩm Khê Phú Thọ. Video hiện tôi đang quay từ ngoài sân trước cơ sở sản xuất chúng tôi ở phía bên trong kia. Ngoài ra chúng tôi còn có rất nhiều những đôi lộc bình bằng chất liệu gỗ khác nhau như là hương hay là xà cừ, với đầy đủ các loại mức giá. Nếu quý vị tham khảo thì hãy liên hệ với chúng tôi, chuyên cung cấp tất cả, chuyên sản xuất và kinh doanh tất cả các mặt hàng đồ gỗ nội thất trong nhà. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sau.